Mẹ có muốn tiết kiệm thời gian pha sữa cho bé mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng hay không? Máy đun nước pha sữa Camidi Purity sẽ giúp mẹ làm được điều đó. Hãy cùng xem hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng máy đun nước pha sữa Camidi Purity mẹ nhé! Màn hình hiển thị từng chức năng với nhiệt độ tiêu chuẩn, tiệt trùng ở 100 độ C, giữ ấm 45 độ, giã đông 55 độ, hâm sữa 42 độ, pha cà phê 85 độ và pha trà là 90 độ. Các mức nhiệt này có thể tăng giảm theo nhu cầu của bà mẹ. Đun nước và khử clo ở 100 độ C. Khi máy thực hiện chức năng, màn hình hiển thị hai nhiệt độ. Một là nhiệt độ thực tế, đây là nhiệt độ hiện tại của nước. Hai là nhiệt độ cài đặt tương ứng với chức năng mà máy đã mặc định. Nhấn nút on, off để mở hoặc tắt máy. Sau đó nhấn nút boil, anti-clo ở bên phải để đun sôi nước hoặc khử clo. Nhấn nút function để chọn nhiệt độ giữ ấm theo từng chức năng trên. Nhiệt độ của từng chức năng có thể tăng giảm bằng cách ấn nút cộng, trừ. Đối với chức năng hâm sữa và tiệt trùng, mẹ mở nắp bình và đặt khay hấp vào trong bình. Với chức năng hâm sữa, đổ 1000ml nước vào bình. Ấn function, chọn chế độ hâm sữa 42 độ C, có đèn báo. Với chức năng tiệt trùng, đổ 400ml nước vào bình. Ấn function để chọn chế độ tiệt trùng 100 độ C, có đèn báo. Máy sẽ tiệt trùng trong vòng 5 đến 7 phút. Với thiết kế hiện đại, chất liệu an toàn và nhiều tính năng ưu việt, máy đun nước pha sữa đa năng Camidi Purity xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của các mẹ. Để sở hữu sản phẩm tuyệt vời này, mẹ hãy liên hệ ngay với Camidi qua hotline hoặc truy cập website camidi.vn mẹ nhé!